Sau khi chỉnh nha thì có 6 lời khuyên dành cho các bạn để các bạn có thể có được một bộ răng hoàn hảo hơn. Thứ nhất là sau khi chỉnh nha thì các bạn cần chú ý là phải duy trì, đúng không ạ? Sau khi chỉnh nha thì các bạn thấy lại các bác sĩ sẽ tháo các mắc cài cho các bạn và sẽ phát cho các bạn các hàm duy trì để có thể giúp là các răng của bạn nó có thể duy trì ổn định ở tình trạng đó. Như các bạn đều nhận ra là giống như là khi mình đang uống một cái cây, mình đưa cái cây đó đến vị trí mà mình mong muốn thì sau đó là các phải người ta sẽ làm cái khung để giữ cái cây đó lại. Uốn nắn nó xong thì mình phải giữ nó lại, đúng không ạ? Một số bạn thì khi mà các bác sĩ làm hàm duy trì cho các bạn xong thì các bạn không đeo duy trì, bởi vì các bạn nghĩ rằng mình đã chỉnh nha xong rồi, mình đã niềng răng hoàn tất rồi, thì khi mình bây giờ mình có thể thoải mái bung lụa, không cần phải bó buộc gì cả. Tuy nhiên đó là một cái sai lầm nhé. Khi mà các bạn không đeo duy trì, không có gì giữ các răng của bạn, thì các bạn có thể thấy là tình trạng răng của các bạn nó bị xô lệch trở lại, nó bị hô trở lại. Do đó là hãy lưu ý là cần phải duy trì sau khi các bạn niềng răng nhé. Cái lưu ý thứ hai đó là sau khi niềng răng thì các bạn nên bổ sung các dưỡng chất, để đặc biệt là các vitamin và các cái canxi để có thể giúp các cái phần xương và phần răng của các bạn ổn định hơn và tốt hơn, đảm bảo đầy đủ dưỡng chất. Cái vấn đề thứ ba là sau khi các bạn niềng răng xong thì răng của bạn khớp với nhau rất là tốt, các bạn thấy cảm nhận là ăn nhai tốt hơn lúc trước rất là nhiều, đặc biệt là trong quá trình chỉnh nha. Những cái bạn mà có gắn ben, gắn mắc cài thì bị vướng cộm khi ăn, hoặc là các bạn thấy răng lung lay, các bạn ấy lười ăn, thì sau khi tháo mắc cài ra thì các bạn là gần như muốn ăn cả thế giới. Tuy nhiên là các bạn nên hạn chế ăn các đồ cứng quá hoặc dài quá ngay nhé, bởi răng của bạn nó chưa ổn định thì nó nguy cơ gây xô lệch răng. Cái vấn đề thứ tư là các bạn cần lưu ý đó là sau khi các bạn chỉnh nha xong thì một số bạn là có cái vấn đề là sâu kẽ răng ấy, do các bạn bị cắt kẽ trong quá trình chỉnh nha hoặc là tiếp xúc các răng nó chưa tốt, thì các bạn cần lưu ý là cần phải vệ sinh thật là tốt, đánh răng hàng ngày này, dùng thêm các cái chỉ tới nha khoa, các cái máy tắm nước hoặc là dùng thêm nước súc miệng để có thể đảm bảo quá trình vệ sinh răng miệng của mình được tốt nhất. Một lưu ý nữa các bạn cần phải để ý đó là các bạn cần phải tái khám thường xuyên theo cái chỉ định của bác sĩ. Ví dụ như các bạn đeo hàm duy trì thì thông thường là trong thời gian đầu chúng tôi sẽ hẹn các bạn khoảng 1 tháng một lần, các bạn qua thì chúng tôi kiểm tra là tình trạng bạn đeo hàm duy trì có tốt không, hàm duy trì của bạn nó có bị méo, bị gãy vỡ hoặc là có vấn đề gì không, và thậm chí một số trường hợp thì các bạn có vấn đề tái phát sau chỉnh nha, một số khe thưa nhỏ, thì chúng tôi sẽ kích hoạt những hàm duy trì để giúp các bạn có thể ổn định tình trạng răng miệng của mình được tốt nhất. Do đó hãy nên nhớ là đi tái khám theo đúng cái chỉ định của bác sĩ và có thể là đảm bảo được cái quá trình răng của mình nó được ổn định tốt nhất. Ngoài ra thì một số bạn sau khi các bạn chỉnh nha xong thì các bạn là mong muốn răng của mình trắng sáng hơn, đẹp hơn, thì các bạn là mong muốn là tẩy trắng ngay. Tuy nhiên như chúng tôi có chia sẻ, sau khi các bạn răng các bạn vừa chỉnh nha xong nó còn chưa được hồi phục hoàn toàn, thì các bạn có thể là để một thời gian khoảng tầm 3 tháng đến 6 tháng để mình vừa duy trì được tốt này, thứ hai là các răng của bạn nó được tái khoáng đầy đủ, thì sau đó mình tẩy trắng răng sẽ tốt hơn. Thì trên đây là tôi vừa chia sẻ với các bạn 6 cái mẹo để có thể giúp các bạn răng các bạn có thể hoàn hảo hơn sau khi chỉnh nha. Nếu các bạn còn có mẹo nào khác hãy cùng chia sẻ cho mọi người được biết nhé. Xin cảm ơn các bạn. Hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Nha Khoa Minh Châu để có được những kiến thức răng miệng bổ ích nhất.